Đối diện hướng 1 giờ của mình đó là nhà của nữ đại gia Nguyễn Phương Hằng ở Đại Đình. Thông tin báo chí nói là bà đi châu Âu và cộng đồng mạng chia sẻ đi chơi với lại ông chồng đại gia của bà đó, đó là ông Dũng là Vôi. Còn bên trái ở đây là một cái sàn nhảy, một cái club đã đóng cửa lâu rồi ha Đại Đình, làm ăn buôn bán kinh doanh giờ khó khăn quá. Em chào Đại Đình, em chào cả nhà. Cả nhà khỏe không? Dạ em khỏe. Hôm nay là ngày 40 tháng 12 năm 2024. Dạ. Mình đang ở đường Ngô Đức Kế nè. Đây thì địa bàn quận nhất, trung tâm ăn chơi. Năm hết Tết đến thì mình thấy có khá là nhiều hoạt động, rồi có nhiều du khách về đây. Nhiều du khách nước ngoài lắm, nên thử ra tạo công ăn việc làm rất là nhiều. Nó giúp cho cái GDP nội tại của người dân địa phương và của cả nước nó được dâng cao lên, nó đại thôi thì cũng mừng, đúng không? Dạ. Trước mặt mình là phố đi bộ Nguyễn Huệ đó. Nói về GDP thì mình bấy GDP của khu vực Đông Nam Á thôi. Đứng đầu là Singapore ha, đại đình 88.000 đô la. Em làm tròn xuống đó. Brunei là 35.000, Malaysia là 13.000 đô la, Thái Lan là 7.800, Nam Dương là 5.200, Việt Nam là 4.600, Phi Lục Tân là 4.100, mình hơn Phi Lục Tân ha. Cambodia là 2.600, Lào là 1.900, Timor Leste là 1.400, Miến Điện là 1.200, có nghĩa là mình đứng thứ 6 trong các khối Đông Nam Á đại đình. Dạ, 11 nước mình đứng thứ 6 là có nghĩa là mình ở giữa bảng rồi. Mình là 4.600, nhưng mà xa vời vợi so với lại Singapore. Singapore tới 88.000. Bởi vậy nói là hộ chiếu của Singapore nó mới khủng khiếp. Singapore nó khủng khiếp hai đại rồi. 88.000 đô. Mình đang ở khu vực đường Ngô Đức Kế nè. Hôm nay ở phố đi bộ Nguyễn Huệ đang có một cái giải là Ted Quibon World Ted Quibon. Em mà chưa có hiểu kỹ, nhưng mà em lờ mờ hiểu rồi. Nó là một bộ môn kết hợp giữa bóng đá với lại tennis ở đại đình. Ted Quibon đó đang diễn ra nè. Giải mang tầm dốc là quốc tế, thế giới luôn, chứ không phải là ao làng, ao chợ như cô Lai lớp cốp nữa. Đại đình đó đang diễn ra đó. Tại vì khi mà có cái giải nào đó thì nó sẽ giúp công ăn việc làm. Đang làm nóng. Đang làm nóng ở đây. Có khách sạn nè, rồi có nhà hàng ăn uống nè, có những tụ điểm vui chơi khi mà người ta hết chơi giải. Giống như cái giải đánh bài á, poker ở đây đình. Đồ khách sạn với lại nhà hàng, quán bar lụm lúa. Dạ. Mình đang ở phố đi bộ Nguyễn Huệ nè. Đó, nhà thấy không, khách nước ngoài quá trời không. Đó, này là sân chính nè. Đó, sân chính á. Ăn chơi ha, náo nhiệt lắm. Đó, toàn là khách nước ngoài thôi. Đó, mình đã đứng mình coi cọp, coi ké xíu nha. Đó, toàn là nước ngoài ha, đại đình ha. Giống như cái Pickleball vậy đó. Cái này thì họ cũng đổ tiền ra rất là nhiều để mà ray nó lên, rồi make up nó lên ở đại đình. Mục đích là thương mại, thứ hai nữa giúp cho nhiều người người ta chơi thể thao đẩy lùi bệnh tật đó. Nhà thấy không, nó giống như là bóng chuyền của Việt Nam mình là đầu cổ cánh. Đầu cổ cánh ở đây rồi. 2:30 sẽ có sẽ đấu ha. Họ đang làm nóng thôi. 2:30 mình thấy cái bảng á. Dạ sung ha. Nói chung là chơi ra tiền thì chơi, đúng không đại rồi? Chơi ra tiền thì chơi. Phố đi bộ Nguyễn Huệ này dài 800m, nhưng mà họ làm mấy cái sân nhỏ đó. Dạ, họ làm mấy cái sân nhỏ để chơi với đại đình, vui náo nhiệt. Dạ, họ có mấy em bút bên kia kìa, mấy em bận váy bikini, bận váy bận áo ấy. Đây là cờ Đông Polis, cờ Đông Nam Á, 11 nước ở đại đình.
cả thế giới luôn. Cả thế giới luôn. À, ăn chơi đã quá. Đã ha. Nhưng mà phải có bánh này. Chơi thì nó ra bánh này đó, mà tao đang có ăn việc làm. Đúng không? Đó, có sân khấu đàng hoàng nè. À, em coi có nước nào ha. À, mình thấy là có Panama, Portugal, Republic of North Macedonia, Romania, Serbia, Slovenia, South Africa, Sri Lanka, Thái Lan, Scotland. Ấy dạ, cái nước Scotland là cái gì? Lạ quá vậy. Venezuela, 200+ nước, cái nước Scotland là cái nước gì vậy trời? Italia, Kazakhstan. Mấy bạn đoạn trẻ trẻ cỡ trung niên thôi. Đó. Ở đây họ xây cái lô cốt lại. Ở cái nhà thấy không? Từ 4 đến 8 tháng 12 năm 2024 ha. World Ted Bone Championship 2024 Ted Technical Bone ha. Nhưng mà em nghĩ nó là viết tắt của tennis với lại bóng đá đó. Hoành tráng ha. Một trận đấu diễn ra trong 3 set. Một set kết thúc khi một người chơi hoặc đội chơi đạt được 12 điểm. Mỗi đội chơi sẽ có 2 lần để được thực hiện một pha giao bóng hợp lại. Có những cái rule ở đây được. Khách nước ngoài tới cũng nhiều. Khách nước ngoài tới là có khách sạn nè, di chuyển nè, ăn uống nè, đúng không? Rồi quán bar nè, vũ trường nè. Nói chung là đủ các món ăn chơi. Đây là cái sân khấu chính ha. À, giống như ở New York là nó ở cái khu đường số 6, đại lộ số 6, đại lộ số 5, ngay khu Rockefeller đó, đại Rockefeller Center đó. À, họ cũng hay tổ chức những cái sự kiện à, quá trời cơ, hết hồn rồi. À trời đã trời. Chơi từ đầu đường đến cuối đường luôn. Chơi mấy con đường luôn á. Đó. Đó đã hả. Giống như kỳ em qua bên bên New York á, ngay cái chỗ mà cái con trâu có cái hai cái hòn bi. Xin lỗi đó, con trâu mà nó có hai hòn bi á. Người ta đang tổ chức cái lễ hội festival Rumani, đồ ăn Rumani ở đây là cũng vui, cũng vui. Mình đang đi đường Lê Lợi ha. Đi 8 thời sự với cô chú anh chị. Thấy cái gì ở Sài Gòn thấy đâu quay đó. Và để cho cô chú anh chị gần xa không có thời gian điều kiện không biết được diễn tiến như thế nào. Thì phải mình là Intershop ha. Đó, họ bày sân khấu ra quá trời không? Có lúa rồi. Nhiều người người ta có công ăn việc làm rồi đại rồi. Ba cô gái đẹp. Đó, khi mà chơi lễ hội thì có công ăn việc làm rồi. Khách sạn, ăn uống, massage rồi đủ các kiểu hết. Ở đây nữa nè, wow. Trời ơi, chợ Bến Thành chơi lớn với trời ngay trước chợ Bến Thành luôn. Quá dữ ha. Cái chợ Bến Thành nó gần như là nó cái là linh hồn đó, linh hồn của Sài Gòn ở đây, phố đi bộ Nguyễn Huệ rồi chợ Bến Thành đó. Đó mình thấy nè, nó đã chưa. Đây là cửa Nam mà chơi nguyên cái sân khấu chà bá luôn nè, đi thẳng ra chợ Hưng Đạo, bên phải là ngã sáu Phù Đổng. Rồi họ làm sân khấu hoành tráng rồi.
cái gì là em không biết cái gì luôn. Có ghế đại biểu ngay trước mặt cửa Nam chợ Bến Thành. Dạ. Không có làm chợ An Đông, không có làm chợ Vườn Chuối, không có làm chợ Bàn Cờ, mà làm chợ Bến Thành. Đây nó ở trung tâm quận nhất mà, đúng không? Tự nhiên làm chợ Bàn Cờ làm chi, làm chợ Vườn Chuối làm chi, đúng không? Nó đâu phải trung tâm quận nhất đâu, ta nói chơi quận nhất. À, ngày xưa giang hồ ăn chơi người ta nói là chơi quận nhất, ăn quận ba, ăn quận năm, nằm quận ba, nằm là khách sạn á, bãi đáp á, chứ không phải là đi bán muối hoặc là bà nội đồ chú khô đâu. Dạ. À, chợ Bến Thành à, trà đông chưa. Ôi ôi, nó đổi tiền quá trời ha, vô mánh lụm lúa đại đình ơi, để có công ăn việc làm đỡ, nhàn cư duy bất thiện, đúng không? Rồi chưa kể là đói quá nó tranh giành lẫn nhau, đó là quy luật tất yếu của xã hội loài người, động vật. Mình là động vật bậc cao nha. Dạ, có ý thức. Loài hữu nhũ á. Loài hữu nhũ đại đình, động vật bậc cao có ý thức. Thì người ta kiếm tiền bằng sức mạnh, chuyển tiền bằng trí tuệ hoặc là thân xác, đủ cách để kiếm tiền hết. Và trong cái xã hội thì nó phân chia giai cấp và nó bày đàn. Nó bày đàn rồi, buông thở rồi đại đình đây, không có chạy đi đâu được hết. Mình đang đi ngược lại nè. Còn ai bút ngồi đây ới cả. Này là phải coi lại tiễn đào hoặc là tiễn mấy bạn móc nối rồi đó. Mạch ơi, không phải Michael, để mấy bạn Michael của đại Michael. Em bút ngồi súp re không, ngồi lóc kỳ hết rồi, thấy bà rồi. Dạ, mình đang ở Gia Long, Lý Tự Trọng nha. Trời hôm nay mát mẻ lắm rồi, đại đình hôm qua bụi bệnh từ sáng tới chiều, hôm nay nó đỡ rồi, chắc là hết bụi hoặc là gió thổi, như ta nói là gió thổi vỏ trứng gà vậy đó. Giáng sinh đẹp ha. Đương nhiên rồi, ở trung tâm mà. Nhưng mà nếu mà so với lại Thái Lan hay là những cái nước cùng cường khác đó, thì mình học hỏi thì mình tu gió về nhì, đúng không đại đình? Rồi dân bình hưởng đó, tu gió về nhì dân bình hưởng thôi, ai hưởng đâu. Có nhiêu chơi nhiêu, cuộc đời có bao nhiêu mà hưởng hờ. Đó, em quẹo Nguyễn Dung Trực ha, để đi ra cái khu vực cửa Đông chợ Bến Thành, cửa Bắc chợ Bến Thành, cửa Tây chợ Bến Thành, giờ là cửa Nam chợ Bến Thành. Trời lớn quá. Dạ, dẫn sân khấu hoành tráng luôn. Thế là từ đây đến Tết là ăn chơi liên lục địa luôn, liên khúc chiều mưa rồi, liên khúc mùa xuân rồi. Mấy em đang chụp hình kỷ niệm, học trò thì kỷ yếu, em gái thì kỷ niệm, người yêu cũ thì kỷ vật. Xàm quá. Trời mát mát, nó sung đại rồi, nóng quá, nó khùng luôn á. Dạ, đây là đường Lưu Văn Lan, Tạ Thu Thâu ha đại rồi. Đó, xèo xèo quần 50k, $2, áo 200k, $8. Nó giống như cabazo của Mỹ vậy đó. Em may mắn được bạn dẫn đi. Dạ.
bởi vậy ra ngoài đường thêm thù, không quên bắt bạn thêm thù. Tính nói thêm thù bắt bạn chơi ngu. Không chơi ngu như vậy nha. Dạ, đây là cửa đông chợ Bến Thành rồi, đại rồi. Cái cửa đông này hướng đông là ngon lành, nhưng mà nó buồn á. Dạ. Đó, những cái du khách người ta đi ra đại rồi. À, hy vọng là không có chèo kéo ăn xin rồi, không có taxi đểu đang đậu đại. Sắt đó là khứa nhẹ nhàng thôi, đừng có khứa sắt quá, mà khứa sắt quá mất công lắm đúng không, nuốt không trôi. Dạ, chờ là mang khó khăn mà giang hồ rình rập. À, nhà làm mà sân khấu hoành tráng chưa. Ăn chơi đã ha, ăn chơi từ đầu đường đến cuối đường luôn á. Đó. Đó, đây là họ đang dựng sân khấu nè. Trời ơi, bận áo bà ba mà ngồi chụp hổm, cái tư thế nó bốc khói á. Đó, đây là sân khấu ha. Đó, sân khấu nè, đại rồi. Hoành tráng ha. Đi chợ đâu đây? À, cái chữ đó là đi chợ đâu đây á, phải không? Em không biết phải không? Thấy cái chữ là đi chợ đâu đây, nghĩa là hoạt động này khác hoạt động kia đó nha. Dễ sợ không? Quá trời ha, vui ha, thích ha. Nói ra mà phải có thời gian, phải có sức khỏe, phải có mình thì phải có bạn đồng hành thì hoàn mỹ quá rồi, cuộc sống không muốn gì hơn nữa. Đúng không đại lên. Đó, bây giờ thấy hai bên đổi tiền là mình biết rồi đó. Khách du lịch quá hớp. Giờ này hả? Chưa đâu, 3 giờ rưỡi mới đông. 3 giờ rưỡi khách mới đông. Đó. Đây là chợ Nguyễn An Ninh hay đại rồi. Chợ Hồi giáo. Hồi giảm giá rồi. À, 80 ria, 80 đồng tiền Malai, tiền Malai đọc là gì trời? RM là ria hả? Ria là ringgit hả? Ria là Campuchia rồi. Cả nhà ơi, đồng tiền Malai đọc là gì em không biết. Cả nhà chỉ giùm em với. Cảm ơn các cô chú anh chị thì nhiều. Đèn xanh đi bộ qua hả? Đại ca. đại ca đó là đại ca Trung Quốc. Thôi, khách du lịch quá trời luôn nha đại đình. Trái phòng luôn rồi, mình nhìn thấy là trái phòng rồi đó, vô mánh rồi, thấy khách quá trời khách luôn rồi. Ở khách sạn ngay trung tâm mà. Hồi sinh rồi. Dạ, ngã 6 Phù Động Thiên Dương. Bán rau củ quả mà cả nhà biết họ mướn bao nhiêu tiền không? Mấy chục ngàn đô một tháng đó. Rồi. Họ đang tuyển dụng nữa. Không gian triệu đô lầu 2 đó, họ đề á. À, đang tuyển là nhân viên bán hàng ở khu vực quận 1, quận 2, quận 7 và Tân Phú. Như vậy thì giống như mấy cô chú anh chị chuyên gia kinh tế có chia sẻ đó,
Nó là cái quảng cáo thôi chứ lợi nhuận đâu có bao nhiêu đâu, nó là quảng cáo thương hiệu của họ thôi. Những cái mặt hàng khác, ngành hàng khác, vị trí khác, rồi xuất khẩu. Bên tay phải mình là trống đồng. Trời mát buồn ngủ quá đây rồi. Em đang coi bộ Lioness, dịch ra là sư tử cái. Dạ, Lioness nghĩa là biệt đội đặc nhiệm của CIA này, chuyên giải quyết những cái rắc rối của chính phủ. Coi phần 2 rồi, tập 2. Kẹt xe. Cái Mỹ Nicole Kidman đóng nhà sản xuất. Giống như Hàn Quốc á. Hàn Quốc tối qua tới giờ có biến ở đây rồi. Nhưng mà cũng mừng quá họ bỏ thiết quân lực rồi. Dạ, đây là giao lộ Hạng 8 với lại Hồng Cập Tự ha. Em xin phép chào đại đình, em chào cả nhà. Chúc cả nhà sức khỏe, được nhiều hạnh phúc, mọi người cũng với nhau. Em chào đại đình. Giờ ra đường Sài Gòn nó kẹt xe khủng khiếp.